à, xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình à, tiếp tục chia sẻ các bạn cái à, cái cách mà trồng cái giường mai của mình đó các bạn thì à, hôm nọ mình có chia sẻ các bạn cái, à, cái, cách mà mình vô bầu rồi mình ươm xong rồi mình mới đưa ra giường các bạn thì à, các bạn thấy đưa ra giường sau khi à, nó được à, tầm đâu cả tháng đó các bạn mình không có rảnh uống bỏ nó cũng cả tháng trời rồi đó thì à, cỏ một ôm tùm các bạn ơi đó bạn thấy nếu mà mình không có chảy cái cái bạc phủ lên nó thì cỏ khủng khiếp luôn á nó mình chảy bạc phủ trên cái 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 rảnh của nó thành ra ở dưới cái rãnh đó thì các bạn thấy cỏ lúc hết thì à, mấy hôm nay á, bắt đầu mình tiến hành mình uống uống nó các bạn đó thì các bạn thấy là khi mình đem ra đắt trồng rồi mình mình uống lại một lần nữa thì à, hôm nọ mình có hứa các bạn là mình sẽ chia sẻ các bạn tiếp tục cái cách mà sau khi mình trồng xong đó rồi bắt đầu mình mình uống các bạn đó thì các bạn thấy thì những cái cây mình uống đó, <laughs> thì nó không có giống với nhau các bạn mình mình uống cách sao mà tùm lum thứ hết ha đó, cây nào nó tại vì cái cây của mình nó là chủ yếu là mình làm cây quái các bạn ơi quái lạ thôi thành ra mình không theo cái khuôn khổ nào hết á mình cứ uống tàu lao tùm lum vậy đó. đó. như cái cây này các bạn thấy nó hai thân nè thì khi mình uống cái cây hai thân mình lắc làm sao mà hai cái co nó, nó ná nhau các bạn nó lượng lượng theo theo với nhau đó cây cao cây thấp ha thì cái cây này nằm dưới nè nó lượng dưới cây trên nó lượng theo cái cây dưới nó đi lên thì nó sẽ hài hòa hai cái cây với nhau rồi đó thì có cây này hai thân thì mình cũng uống luôn hai thân luôn các à, có cây một thân rồi có cây là nhiều nhánh mình cũng uống nhiều nhánh luôn các bạn đó, tức là mình uống tùm lum hết trơn á mình không có uống nó giống cái nào hết đó mà chủ yếu thì mình uống cái thân quái uống nó cao nó dài ra nó thay vì người ta uống cái những cái thân nó nó lùng lực lại các bạn. Ở đây thì mình không uống cái lùng lực mà uống cây quái để sau này nó có những cái co dài các bạn. Đó. Thì đa số những cây của mình có thể là một là mình cắt ngắn lại. Ha, mình đưa nó lên cái chùm, cái hũ gì đó. Hai là mình lấy những cái co dài nữa các bạn. Để sau này sau này nó phá thế ra thì cái cây khi mình uống gì cho nó phá ra đủ thứ đó. Thì các bạn thấy hồi bữa mình có quay các bạn cái clip mà mới sau này đó. Thì cây nó đã phá thế tùm lum hết trơn rồi. Đó thì mình có thể mình lấy những cái cây đó nếu mà cái 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 co mà dài cho nó không hay thì mình lấy cái thấp ở dưới mà nó để mình dùng mà mình để vô châm vô hũ còn nếu mà cái con nào nó dài thì mình có thể mình đưa lên cái mâm các bạn nó để mình tạo ra những cái thế cây nó, nó nó nó, lạ thì để mình uống vài cây mình quay ra cái chi tiết uống vài cây cho các bạn xem cái cách uống thì các bạn sau khi mình cắt nó nhánh nhiều lắm mình cắt cho nó thưa nhánh ra đó, mình không cần để nhánh nhiều đâu các bạn thì mình vô dây mình dùng cái cọng dây hơi lớn một tí mình vô á, thì các bạn thấy mình mình quấn cái dây nó hơi lê lê thôi ha không cần quấn chặt lắm đó chứ mình quấn chặt quá mình uống thì cái cây nó một là nó bị gãy các bạn hai nữa là nó nó sẽ không phát triển các bạn nó cái cách uống này thì mình uống mình phải nương theo cái cọng dây với là cái cây các bạn nó có rất nhiều bạn là sợ khi mà mình trồng cái cây xuống mình uống nó sẽ không có phát triển được đó nhưng mà thực sự thì nếu mà mình biết cái cách uống các bạn mình biết cách uống thôi cho dù mình uống làm sao nó cũng vẫn phát triển như thường các bạn có mặc dù nó hơi chậm tí thôi các bạn thấy mình uống nè mình lắc mình lượng đó, thì theo cái chiều của cọng dây với lại cái cây nó đi theo theo với nhau thì nó sẽ không bị gãy các bạn nó chỉ xắn xây theo thôi thì nó trắng xây theo như vậy thì nó sẽ không bị à, nó không bị hư các bạn đó mặc dù các bạn thấy là mình lắc khủng khiếp không đó thì các bạn thấy mình cho ra những cái co nó nó lạng lắc nó đủ chiều hết nó sẽ không có như giống như cái lò xo nữa mà đó Đây, à, cái phần gốc thì cũng có cây à, à, mấy anh đánh chồng thì nó hơi lúc dưới rồi bạn nhưng mà những cái co mình hồi xưa mình để cái bầu nằm đó các bạn nhớ không đó. nó nằm dưới đó thì nó sẽ có những cái bộ rễ rất là độc đáo đó sau này cái cái clip này nữa bạn nó, sẽ lâu, lâu ngày đó. sau khi em dở cái bạc cũ <laughs> thì nó sẽ chạy cái đất ra nó nó sẽ lộ cái bộ rễ lên thì à, năm nay được 3 năm rồi các bạn. năm nay thì nó lộ đế lên rồi để hôm nào mình lại mình quay lại cái cái cây nó thực tế năm nay nữa các bạn thì các bạn thấy cái bộ đế nó khiếp lắm Đó, thì cái cây này nó có hai cái nhánh này. mình có thể mình uống luôn cái cành nhánh này luôn các bạn để sau này nó thạo nó tạo ra một gốc lên hai hai thân các bạn nó cho nó lạ chứ mình không nên uống nó nó, nó giống nhau các bạn <laughs> mình uống làm sao mà nó tùm lum thứ ấy, các bạn thấy mình uống không không cây nào giống cái nào chứ uống đại cũng càng nó vậy đó thì uh, chủ yếu là lấy cái co lơi cái ở co trên các bạn ơi để sau này mình có thể mình cho nó thành cái cây văn nhăn hay là cây dáng bay dáng đổ rồi có thể là dáng nghiêng đó mình có thể mình tạo nó lên trên những cái mâm đó các bạn à, những cái mâm mỏng bởi vì cái đa số những cái cây của mình thì các bạn thấy nó có cái đế dưới sẵn ở trên này đó sau này cái đế nó sẽ bò ra rất là rộng mình có thể mình đưa lên cái mâm rộng đó các bạn mình có thể mình phối tiểu cảnh cũng được tức là những cái cây của mình nó thật là lạ luôn á mình mình cố tình mình làm cho những cái thật, cây nó thật là lạ đó tại vì anh em ta làm cái cây với nó lùn á nó lùng lực nó, nó nó sẵn dặn ở dưới phần gốc á thì nó đã nhiều rồi còn mình thì mình cố tình mình làm cho cái cây nó lạ các bạn <laughs> thì mình cũng chia sẻ các bạn từ đầu đến cuối luôn đó. các bạn nào chưa xem hai cái clip trước thì có thể xem lại khi mà mình đã vô bầu rồi mình đưa ra đất mình trồng và ngày hôm nay là thì lúc khi mình 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 trồng xuống đất đó, đến ngày hôm nay là nó tầm khoảng một tháng các bạn. đó thì khi mình 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 uống này nè thì mình nên giảm tưới nước các bạn ha để cho nó cái cây nó nó hơi già cỗi một tí. với lại mình không vô phân nữa các bạn đó để cho cái cây nó già cỗi khi mình uống nó không bị gãy. nó mà mình uống nó không bị hư các bạn. Đó, sau khi mình uống xong rồi đó bắt đầu mình mới rải phân đó mình rải phân rồi mình tưới nước nó vô. à thì cái cây mình nó sẽ không bị hư chứ các bạn mà khi mà các bạn làm cái cây nó xanh tốt quá đó thì nó rất là giòn à, nếu nó không giòn nữa đó thì nó nó vẫn mình uống nó vẫn rạn nứt cái thân nó bạn thành ra nó sẽ làm cho cái cây nó chậm phát triển có thể nó bị hư luôn đó các bạn thấy cái cây này nè nó có cái nhánh nè dùng cái nhánh đó để mình làm cái thân luôn sau này cái các bạn thấy cái cái thân nó lên một thân xong nó lắc lượng thành hai cái thân các bạn thấy không đó, thì nó cũng <laughs> tạo ra những cái cây nó rất là lạ đó, các bạn nó thì để mình uống vài cái cây nó cho các bạn xem cái cách uống mà cái thực sự thì cái cách uống nó rất là, là, là đủ thứ mà bởi vì là các bạn thấy mấy ngàn cây này nè là mình ngồi đây mình uống không mà đó chứ không có ông nhờ ai uống hết trơn uống theo ý của mình thôi đó nó mới đã cái tay uống cho, nó đã tay luôn á bạn đó ra là mình ngồi xuyên suốt ở đây mà uống cũng cả tháng trời đó các bạn bởi vì không có ngồi suốt ví dụ mắt mát làm buổi sáng sáng mát mát mình cũng làm buổi ngày làm ít thôi các bạn thành ra lòng vòng cả tháng trời uống tổng cộng lên các bạn à, 5 60 kg dây nhôm các bạn ơi à. <laughs> các bạn tưởng tượng không dây nhôm là có cũng có dây nhỏ dây lớn lùm ha mà mình uống đến 5 60 kg đó đó các bạn thấy cái cây nó nhỏ mình vô cộng dây hay lớn chút mình quấn thì nó sẽ không có bị hư các bạn <laughs> đó các bạn thấy những cái cây mà nó nó còn nhỏ nhỏ gì nè thì mình dễ uống hơn là cây lớn các bạn đó này của mình nó thì khi mà mình làm thì không có thời gian rồi cái để cái cây nó cũng hơi lớn quá khi mình đưa ra đây thì nó lớn quá nó cũng hơi khó uống các bạn nhưng mà mình nó thì các bạn biết cái tay mình uống nó quen rồi thành ra mặc dù cái cây nó lớn nhưng mà mình lắc nó thì các bạn thấy nó cũng nó cũng khéo léo nó nó không có bị dạng nứt cái cây các bạn đó mặc dù các bạn thấy mình lắc rất là ngặt nó à, chứ à, nếu mà lắc không quen tay thì có thể nó bị nó bị gãy các bạn ơi nó các bạn thấy là cái bộ rễ của nó thì nằm cái này hồi đó mình để cái cái cái, cái bộ nó nằm ngang qua này các bạn thấy không thì đã uống một cái co lắc hết rồi đó thì nói chung là tất cả những cây của mình là cái co lắc nó không có ngặt các bạn co lắc nó lơi thôi thì à, bây giờ nó còn nhỏ các bạn thấy vậy Ở khi nó lớn thì cái cái phần lắc này có thể nó nó ngặt lại các bạn nó nó có thể nó ngắn lại tí nữa đó, nó nó rút lại nó càng lớn nó càng rút lại các bạn đó thì các bạn thấy là cái cách làm của mình là vậy đó nó hơi công khu một thế, nhưng mà nó mới tạo ra những cái gì nó nó, nó lạ được các bạn ơi chứ nếu mình trồng mình bỏ ở ngoài khơi đó, thì nó không lạ đâu đâu các bạn thấy nằm ở trong cái clip này là cái bộ đế mình nó, nó 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 đã nằm trong hết rồi đó các bạn khủng khiếp rồi đó là mình đã tạo ra ngay từ ban đầu trong cái bầu đó mà đó, các bạn nào chưa xem có thể xem lại cái cách mà mình tạo mình đặt cái bầu nằm ở trong một cái bầu lớn đó, đó thì toàn bộ cái cây của mình nó đã có bộ rễ rồi thì khi mình đưa ra ngoài đất này thì mình lên cái mô nữa thì nó sẽ có cái bộ rễ bò ở trên cái mô này nữa các bạn đó, nó sẽ có cái chiều dài nha đó bởi vì hai bên chiều ngang thì nó đã bị cái mô đất rồi thành ra nó sẽ ra cái chiều dài các bạn thì sau này mình sẽ có một cái bộ rễ nó thật nó thật là lạ đó nó không có giống những cái cây mà nó lùng lùng mà nó bộ đấy nó nôm các bạn à mình chủ yếu là mình tạo cái bộ đấy quái chứ không phải bộ đấy nôm đó thì hôm nay là cái vườn mai của mình nó được 3 năm rồi các bạn đó ba năm rồi thì mình dự định cuối năm nay mình có thể mình tại vì lúc mình trồng thì có một mét một cây đó các bạn một cây cách nhau một mét không tới mét nữa đó thì mình dự định là mình rút ra một cây chính giữa các bạn hai, hai bên hai cây thì mình lấy ra một cây đó để mình cho hai cái cây kia nó lớn thì mình để cho nó lớn nuôi thêm rồi mình rút ra một cây mình giao lưu các bạn mình có thể cuối năm nay mình mình đặt những cái chậu những cái châm gì đó mình mình bỏ nó vô đó, rồi mình có thể mình giao lưu các bạn thì nó mới còn lại hai cây bên thì mình mình nuôi tiếp tục đó, bởi vì mình trồng rất là dày các bạn này mục đích của mình là trồng dậy vậy thì mình có cái lợi thế là mình rút ra một cây thì nó còn nhỏ đó là mình đã rút ra cây rồi thì nó lớn lên nữa chứ nếu mà mình trồng thưa các bạn mà, mà cái miếng đất của mình như thế này nè mình trồng thưa thì nó rất là phí các bạn đó ví dụ mình trồng thưa ra 2 mét một cây đi thì nó còn cái khoảng giữa đó thì mình cũng chăm sóc giống nhau đó thay vì mình trồng một mét một cây thôi thì bây giờ nó ba năm là mình rút ra được một cây mình lời được một cây rồi đó chứ mình không nên trồng thưa các bạn nếu mình trồng mình trồng thưa thì nó lại là ba năm thì cái cây của mình nó cũng lớn nó cũng như nhau hơn hơn thua không có nhiều các bạn nhưng mà cái công chăm sóc mình chắc là, là là, là, nhiều nó khí cái công mình nguyên một cái mảnh đất thật là rộng lớn mình tưới tắm nó cũng giống nhau à, vô phân như làm đất gì nó giống nhau hết đó thành ra mình nên nó là trồng hơi hơi dày như thế này nè rồi mình lấy ra một một cây các bạn các bạn như thấy cái cây này nè nó trồng nó hơi lúc nữa các bạn đó, cái bộ đấy nó nằm tút trên tay, bỏ cái cò lúc xuống tút dưới luôn rồi. mà thấy thì cái cái cò nó có một cái cò lắc, cái rễ thì nằm ở trên. đó thì nói chung cái đám mai này thì mình làm nó cũng chưa có đạt lắm các bạn ơi. Đó, tại vì mình đã từng làm cái mai con chứ không phải là không, nhưng mà trồng đại trà thì chưa. thứ hai nữa đó là mình cũng không có thời gian mà mình ở đây mình chăm sóc các bạn ơi. tất cả mình đều giao cho người ta làm hết trơn thành ra là chăm sóc nó cũng không có được uh, như ý lắm Đó. thứ hai nữa là cắt tỉa nữa các bạn sau khi mà nó uống được sau khi cắt tỉa nữa thì uh, bây giờ là mình đã có kinh nghiệm mà nếu mình trồng lại cái giường thứ hai thì mình có thể mình làm nó bài bản hơn nó chất lượng hơn các bạn Đó. mình uh, mình làm cái này là cái giường này là mình thí điểm các bạn nghe Đó. vừa làm vừa thí điểm luôn chứ chưa có hồng nào vô đâu mình đâu có trồng đại trà này đâu nó trồng cái giường vài chục cây thôi còn cái này là quốc tới mấy ngàn cây các bạn cái vườn này tới ba bốn ngàn cây các bạn ơi đó giữ cây này là mình cắt bỏ hết luôn mình cắt bỏ cái phần nhánh hết các bạn, mình uống bắt cái trên uống xuống cho nó thành một cái cây giống như là cây cây văn nhăn đó các bạn đó bắt cái trên xuống rồi nó, nó ôm vô cái thân các bạn nếu mình bẻ nó xuống xong mình cho nó ôm vô cái phần thân đó rồi xong mình lắc nó trở ra nhưng mà mình bẻ vô cái chỗ mà cái phần gốc nó các bạn <laughs> lúc trước thì cái 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 phần đế nó nằm ở dưới này cái, co nằm dưới đó các bạn thấy không thì mình khi mình bẻ đó thì mình nên bẻ về cái phần cái phần co lắc của cái cái bộ đế nó các bạn tức là cái phần lắc ở trên này mình lắc về cái bộ đế nó rồi mình cho nó ngóc lên thì sau này mình trồng thì nó sẽ cái nhánh lắc ở trên đổ xuống cái thì nó sẽ đổ xuống cái phần gốc đó, rồi nó mới ngóc cho lên chứ mình lắc nó ra ngoài thì cái phần gốc nó đi ra ngoài cái nhánh nó ra ngoài cái gốc thì nó không hay lắm mình lắc vô cái gốc nó các bạn nó bạn thấy hồi nãy mình vui cái gốc ra thì cái phần ngọn mà mình lắc lại vô nè ngay gốc nó đó ha đó, bằng ngọn này nè đó là nghe trắng gốc nè đó. thì nó tạo ra một cái cây văn nhân rất là lạ luôn các bạn đó thì mình làm vài cây uống sơ cho bạn xem thôi thì sau khi mình uống xong thì nó tầm khoảng 3 tháng từ ba bốn tháng rồi đó các bạn thì nó cuối năm rồi thì lúc mình trồng mà mình uống thì nó đồng đâu giữa năm các bạn nha nó bắt đầu mưa đó đầu mưa thì mình xuống thì tới lúc này thì nó tầm khoảng 3 bốn tháng sau thì nó dây nó lúc vô trơn rồi đó lúc này mình mới cho người là tháo ra các bạn tháo dây ra đó thì cây nó đã phát triển rồi thì các bạn thấy thì nó cũng có một thời gian nó bị nó bị chậm rồi các bạn một hai tháng đầu nó chậm lại sau khi mình rải phân rồi mình tưới nước thì nó sẽ phát triển trở lại khi nó phát triển lại thì cũng có cây là nó nó đâm lên đó các bạn mình không có thời gian mà mình đi cắt nó, đó. bởi vì mình phải đi cắt thường xuyên á, bởi vì cái cái nhánh mà mình uống đó, thì nó sẽ không phát triển mà nó lại nó đâm những cái nhánh ngang ngay chỗ mà cái phần mình uống là nhiều các bạn, bởi vì cái này là mình nên đi cắt tỉa nó thường xuyên, à, thì mới được, chứ không thôi là nó đâm lên thì nó sẽ hư cái chỗ cái co lắc của mình các bạn, à, những nhánh nào mà nó đâm ngay cái phần gốc nó đâm lên đó, đó là nó sẽ ép cái nhánh uống của mình hư luôn, đó, thành ra là mình phải đi cắt tỉa nó rất là thường xuyên trong cái giai đoạn này đó. phải chăm sóc phải đi ra tối ngày các bạn đó giữa cây này nè cái nhánh đầu tiên một nhánh này nè nhìn cái nhánh bên kia các bạn thấy không nó khuyết như này mà nhánh bên này nó lên một mình nó thành nó thành nó hai thăng luôn các bạn đó thành ra cái dây nó khuyết thì mình không sợ các bạn nó sau khi mình tháo ra thì tại vì cái cây này cái cây thải rừng mà đâu sao đâu nó nằm dưới đất nó lớn mấy mấy ngày là nó sẽ liền cái dây liền các bạn thì những cái vết mà dây nó bám thì nó sẽ tạo ra cái cái nô nặng ở trên cái thân cây luôn các bạn cũng không sao ha thành ra mình tháo chảy chút cũng không sao đó, nhưng mà cũng đừng để chảy quá thì nó khuyết quá mình tháo ra nó có thể nó gãy cái cái cái, cái phần mà thân mà nó bị khuyết đó các bạn đó, thành ra mình cũng nên chăm sóc cũng đi thăm vườn nó ha thăm thường nữa. rồi mình cắt tỉa thế nè tháo dây ra đó, các bạn thấy mai dảo nè các bạn cái cái, cái bông nó nè mới được có một năm mà bông quá trời luôn nè nó cái này chưa được năm các bạn ơi cái này thì nó tầm khoảng đâu lúc mà mình đưa ra ngoài đất á thì nó tầm khoảng đâu uh, 6 tháng thôi nó ở dưới đất khoảng 6 tháng à, là nó được thế này nè nó thì sau khi mình uh, mình uống ra thì uh, mình bây giờ mình tiến hành mình tháo dây nữa các bạn các bạn thấy những cái cành nhánh mà nó đâm ở dưới này rất là nhiều nè thành ra mình phải đi cắt thường xuyên đó ha mình không nên để cho nó đâm nha các bạn nó mới nuôi được cái thăng chính của mình chứ mà nó đâm dưới ra là bắt đầu nó lên hai ba nhánh lùm xùm thì sau này nó sẽ không như ý của mình các bạn đó thì các bạn thấy có những cây mà mình uống lúc mình uống rất là ngạt nhưng mà khi mà có mình có chia sẻ các bạn cái đợt trước đó là khi mà bị một cơn gió lùa thì nó xúc ra nó có cây thì nó thẳng đứng lên có cây nó nằm ngang tùm lum các bạn đó, tức là cái cái giường mai này thì cũng có một phần là do <laughs> à, tác động của thiên nhiên các bạn ơi đó, do gió ha, ý trời thành ra là nó đúng ra là mà lúc mình uống thì nó dậy mà khi mà nó lại nó khác nữa các bạn thành ra giường mai này cũng có cái hay đó nó ngã nó nghiêng lúc nó một trận gió lớn đó các bạn nó ngã nghiêng lùm hết trơn là cái cây của mình có khi nó ngay đơ luôn rồi lúc đó mình không còn thời gian nữa rồi không có làm được các bạn không có sửa lại thành ra mình để đại vậy luôn à, thì nó vậy đó các bạn thấy nó có rất là nhiều cây nó nó lạ lùng nó không giống cái nào hết các bạn thấy không đó, mình uống búa xua hết trơn á không có uống theo cái 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 lò xo thường các bạn thấy thì lắc mà nó cái vòng và vòng như cái lò xo thì mình không có mình không có làm vậy các bạn tức là mình lắc đại lắc càng ra cái con ngắn con dài này, co lượng cao thấp lâm hết á đó. đó. nó mới tạo ra cái cây lạ được các bạn chứ mình lắc theo cái chiều lò xo đó thì lại là cái cây nó nó dập khuôn đó thành ra đó là cái 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 giường này mà mình mình tự mình làm ơn là nó vậy mà đó, mình sợ nhất là bị dập khuôn thì các bạn thấy là nguyên một cái giường này thì hiếm có cây dập khuôn đó mà đó tùm lum tùm la hết trơn nó lắc lượng tùm lum hết và còn cái phần đế thì cũng vậy nữa phần đế thì lúc trước mình chia sẻ, bạn để đặt cái bầu nguyên đó. thì trong đó cái rễ của nó đầu tiên nó nằm nghiêng như thế nào không không cần biết, nữa. khi mình đặt nghiêng ra thì nó rất là lạ các bạn, đó. bạn thấy nó đủ thứ ở trong đây nè, trong cái mô đất này thì để sau khi mình mình xả nó ra đó, để hôm nào mình xuống mình mình quay lại cho các bạn xem bữa nay nó lộ cái bầu đế lên rồi, đó. lúc mà mình tháo cái cái bạc phủ ra rồi mình mà vô phân một đợt sau này nữa các bạn thì qua cái mùa mưa được rồi nè. năm rồi đó thì nó đã chạy hết số rồi thì năm nay nữa nếu mà năm nay qua một mùa mưa nữa thì cái bộ đế của mình nó sẽ lộ lên rất là nhiều các bạn nó các bạn thấy cái quá trình trồng cây của mình nó thì nó tốn thời gian thôi thật sự thì công cũng không có nhiêu các bạn ơi nó công thì ngay cái thời điểm đầu này nè tưới rồi xịt thuốc nó rễ phân rồi cỏ nó chỉ vậy thôi chứ còn chủ yếu là cái thời gian các bạn phải từ 3 năm ha 3 năm mình có thể mình rút ra được một cây rồi Đó. hoặc là mình để 4 5 năm thì tùy thôi nó thì mình dự định năm nay mình rút ra một cây là không biết sao nè hôm nay là 3 năm nữa các bạn Đó. thành ra cần có thời gian nói chung thì công sức thì cũng cũng có rồi có thời gian các bạn thì trong vườn mai của mình mình sẵn đây để giới thiệu các bạn mình có một cái cây máy rất là lạ nè các bạn đó cây này là cái mai nó trắng mà nó cũng không không màu trắng lắm trắng kem kem các bạn nhưng mà có bông nó nhỏ thôi mà nhụy nó rất là lớn thì nó cũng đột biến ở trong cái vườn này nè trong vườn này thì mình phát hiện có hai hai cây các bạn hai cây giống giống gì nè đó cũng từ cái hạt cây dảo các bạn thế mà nó ra cái bông như thế này đó nó có cái cánh trắng mà cái nhụy nó nhụy vàng nó rất là hay các bạn mà cái nhụy nó rất là đẹp đó các bạn thấy cái hoa trắng mà cái nhụy nó rất là lớn đó, rất là lạ luôn thì trong vườn này mình được đột biến hai cây các bạn, à, rất là lạ cũng giới thiệu các bạn luôn. thì ngày hôm nay mình có clip chia sẻ các bạn đó là cái vườn mai của mình thì cái cách làm là vậy. thì để hôm nào mình xuống mình hôm nay nó được hai năm của bạn nó lớn rồi. để hôm nào mình xuống mình quay lại cho bạn xem ha. Đó, thì nếu mà các bạn nào thích thì cuối năm nay mình có thể mình 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 rút ra một cây nếu mà mình có thời gian mình rút ra một cây mình giao luôn các bạn. đó các bạn xem có thể nghiên cứu à nếu mà các bạn nào muốn trồng thực sự thì có thể gọi cho mình ha mình sẽ tư vấn cái kinh nghiệm của mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình làm cho nó đạt cái hiệu quả cao quá. các bạn thấy trong cái vườn này thì lúc nở qua này là nó nó được một năm rồi các bạn đó khi mà mình ra đất này nè khi mà mình trồng ra đất đó, đúng một năm đó thì ở trong bầu mấy tháng nữa đó thành ra mới có một năm mấy tháng đó các bạn mà nó là nó nó đã có bông như thế này nè đó nó cũng uh, mai dảo hạt mai dảo, mà nó cũng các bạn thấy nó cũng sáu uh, bảy cánh tùm lum, lum la cho nè năm cánh cũng có ha. <laughs> đó. rồi video của mình uh, tạm kết thúc tại đây ha, mình uh, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình, uh, các bạn xem video cũng nhớ chia sẻ với người cùng xem, đặc biệt nhớ đăng ký kênh của mình, uh. các bạn ơi, rồi mình xin chào hẹn những cái video tiếp theo nha.